Ta tiếp tục. Hãy ngồi trong tư thế ngồi quỳ. Ngồi lên gót chân. Chụm sát hai chân, chụm sát hai gối. Cả bài tập chúng ta thiên về sự kéo giãn, do vậy hãy thở chậm trong quá trình giữ động tác. Nếu động tác nào có thể nhắm mắt lại được thì mình nhắm mắt lại thì tập trung sẽ tốt hơn. Bắt đầu. Hít vào hai tay đan này. Thật ra vươn. Lật ngửa lòng bàn tay. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm này. Hít thở chậm. Đẩy căng bàn tay. Hơi đẩy ngực về trước. Tay vượt qua mang tay. Hơi nâng cằm lên một chút. Thở ra thả lỏng cổ. Thả lỏng trán. Thả lỏng khuôn mặt. Với bàn tay thì chúng ta vẫn đẩy căng. Nhưng các vị trí vai và cổ, hãy nghĩ đến vùng vai và cổ. Chọn đúng cái nhịp thở ra đấy. Mình thả lỏng cổ. Rồi hít sâu một hơi, từ từ chùng tay. Hai tay đan lại sau lưng. Thật ra giữ căng tay, đẩy ngực lên. Nâng cằm lên. Hai tay nắm chặt lại. Nắm chặt lại. Đẩy xa bàn tay ra xa khỏi mông. Mỗi lần thở ra, cố mở cái vai ra, mở vai, đẩy ngược lên. Chú ý hít thở chậm, cái hơi thở chậm nó giúp mình thư giãn tốt hơn, nó giúp giãn cơ một cách nhanh hơn. Từ từ buông tay, cái lớp mình gấp thảm này, cho đỡ đau gối. Bàn chân dừng lên, di chuyển chân trái ra bên ngoài, bắp đùi chân phải vuông góc về sàn, hàng giữ lưng thẳng, hít vào tay bên phải vươn lên giữ thẳng lưng, tay trái đặt lên gối, thật ra nghiêng người sang bên trái, là không ngồi lên gót chân đâu, ngồi dậy. Vị trí kéo căng tập trung ở sườn bên phải bên trên, ai muốn căng hơn thì chúng ta vươn mạnh hơn. Hãy nhìn thẳng về trước hoặc nhìn chéo lên trần. Đúng rồi. Thả lỏng cổ. Cái phản xạ của chúng ta hầu hết ấy, là chúng ta hay bị bó vai và bó cổ do mình ngồi máy tính. Nên khi tập bộ môn này quán thả lỏng các khu vực mà hay bị mỏi đó. Nhìn thẳng, thả lỏng cả vùng trán. Đẩy ngược lên, vươn thẳng tay, hít vào nâng lên, tay phải chống ra bên ngoài, ra xa một chút, tay trái áp sát mang tay, giữ căng mũi chân trái, nào di chuyển chân trái về sau, đẩy ngược lên, uốn cong người lên trên, thật ra giữ, động tác này sẽ kéo giãn toàn bộ phần thân bên trái. Và trọng lượng cơ thể chúng ta tập trung lên bàn tay phải nhé. Nâng cao mông lên, chứ không ngồi xuống này nó không kéo giãn vào đâu cả. Nâng cao mông lên. Thậm chí đẩy phần bụng về trước. Đẩy bụng về trước. Đau gối đi thì gấp nhiều thảm là cố nâng cao mông lên. Đang bị ngồi lên gót chân rồi. Đấy. Cánh tay chống ra xa một chút ở tầm này. Hạ xuống, đổi chân, hạ di chuyển chân phải ra bên ngoài, giữ lưng thẳng, ngồi dậy, cao lên, nâng cao, hít vào tay trái vươn lên, giữ lưng thẳng, thật ra nghiêng từ từ, các động tác kéo giãn chúng ta cứ làm chậm thôi,
mỗi ngày cơ thể mình nó mềm ra một chút thì mình sẽ vươn căng hơn, thả lỏng cổ, thả lỏng trán, hít thở trầm, nhìn thẳng về trước đi, nhìn thẳng về trước, không cần phải vươn quá xa đâu, cái độ căng của mình chưa có, vươn xa nó cong hết cả chân. Cái tay chúng ta đặt lên chân nó rất là nhẹ, nó chỉ chống nhẹ một chút. Để căng tay, hít vào nâng lên tay trái chống ra bên ngoài. Thật ra chúng ta di chuyển chân phải về sau, là nâng cao mông lên nhé, chứ không ngồi xuống này đâu, nâng cao lên. Đẩy căng ngược lên, tự tự giống như động tác múa, hơi xoay vai lên trên. Ai muốn căng hơn thì chúng ta ngước nhìn theo bàn tay, còn nếu không thì cứ giữ nguyên thôi. Đẩy ngược lên, là nhìn thẳng về trước đi, đừng nhìn xuống đất. Ông chắc các bàn tay lại, không được sẽ bị đau cổ tay. Từ từ hạ xuống. Đó. Hãy trải thảm ra. Cánh tay và đùi của chúng ta vuông góc về sàn. Cánh tay và đùi vuông góc về sàn. Bàn chân dựng lên. Hít vào kéo cong mông. Nhấc cao vai, ngẩng đầu lên, thật ra giữ. Bây giờ chỉnh cái khuỷu tay nhé. Thông thường khuỷu tay chúng ta sẽ bị kiềng, chúng ta xoay cái lòng, cái phần bên trong ra ngoài như này. Đấy, bây giờ hãy điều chỉnh này, xoay khuỷu tay hướng ra bên ngoài. Nếu nhìn vào trong gương, hãy chỉnh cái cánh tay của mình ấy, nó vuông góc về sàn. Nào chỉnh đi, chỉnh động tác. Ngón tay hướng về trước. Thì cái tay nó sẽ rất là chắc và khỏe. Đừng xoay ra như này. Cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, hóp bụng này, gập sát đầu xuống, đẩy nhô cao vai, cánh tay vẫn giữ thẳng, cánh tay vẫn giữ thẳng, cứ bình tĩnh. Đẩy cao vai lên trên, nó sẽ uốn cong người chúng ta lên trên. Gập sát đầu, cằm chạm sát vào ngực. Từ từ ngẩng lên, từ từ ngẩng lên. Chúng ta lại làm chậm này. Hai đầu gối rộng ra. Quan sát trước nhé, tư thế vặn mình. Quan sát đã. Tay trái chúng ta sẽ đặt ra xa này. Quan sát là quan sát đấy, nghĩa là nhìn thôi đấy, đừng làm theo. Hạ vai bên phải xuống, cái lòng bàn tay phải chúng ta úp xuống. Bước 1 là chúng ta hạ được đầu xuống này. Bước 2 nhấc tay trái ra này. Dùng lực của tay trái đẩy vào cạnh khuôn mặt chúng ta để kết hợp hai tay. Kết hợp hai tay nhé. Xoay lên trên. Khi nào mình không xoay được nữa thì mình mới nâng tay trái lên. Và tùy độ dẻo mỗi người sẽ vặn về sau. Nhá. Bắt đầu. Tay trái chúng ta xa. Hạ vai bên phải xuống, hạ đầu xuống, nhấc tay trái ra, chống cạnh khuôn mặt, và tiếp tục xoay ngửa lên trên. Khi chúng ta không thể xoay nữa, xoay nhìn thẳng đầu lên trên ấy, bây giờ mới đưa tay trái lên. Mỗi lần thở ra thì chúng ta vặn một chút, một chút, một chút. Tay bên dưới úp lòng bàn tay xuống. Đúng rồi. Hết một vòng là xoắn hết một vòng. Và chống tay xuống, nâng người lên. Nâng lên. Đổi bên. Tay phải đặt ra xa. Hạ vai bên trái xuống, xoay đầu lên trên đã, chưa gì đó, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa xoay hết biên độ của phần vai, xoay cả đầu đó, bỏ tay xuống. Cái lưng của mình càng thẳng thì mình càng xoay được nhiều.
cái sống lưng của chúng ta nó sắp thẳng lại các cột sống. Hết tầm động tác là tay sờ sang bên kia. Đấy, dãy đằng sau đang sờ đây. Gọi là một vòng trái đất, anh ngồi đây, em ngồi đây. Đề nghị không nắm tay nhau lớp nhé. Chống tay xuống thảm, nâng người lên. Đang quay video nhé, chứng cứ đầy đủ. Chứng cứ đầy đủ. Trượt tay về trước tư thế con mèo. Động tác này làm chậm này, hai tay chống ra xa, hai khuỷu tay xuống đã. Hít vào kéo cong mông. Thật ra chúng ta mới trượt tay từ từ. Trượt tay từ từ thật chậm. Chúng ta sẽ kéo giãn toàn bộ sống lưng của mình. Tuy nhiên nếu mà cái ngực của mình không chạm được xuống sàn ấy, thì chúng ta hãy làm thật chậm thôi, đó là nhích gối về sau. Thì nó sẽ hạ thấp cái độ cong của cơ thể xuống. Cái điều quan trọng của động tác này đó là cái sức nặng cơ thể của mình nó tập trung vào cánh tay chứ không tập trung vào cái cằm. Khi mình hạ xuống là cằm ra tì xuống thảm đúng không? Thì cái sức nặng cơ thể nó dồn vào cánh tay. Thì nếu mà nó dồn vào cằm nó sẽ đè lên cổ. Và vấn đề cổ nó đè lên cái đốt cổ ấy, là mình đau cổ. Thì mình thấy nó đau cổ thì mình phải cúi đầu xuống hoặc giảm bớt độ căng đi. Hãy tập trung vào cái thắt lưng ấy, để kéo cong mông nha. Kéo cong mông và ép cái ngực của chúng ta áp xuống sàn. Hơi trườn người về trước, nằm xuống. Nằm xuống, nằm úp xuống. Thực hiện cái bài tập kéo giãn ấy, cứ phải hơi thiêu thiêu buồn ngủ một chút thì người nó mới mềm ra. Chùm sát hai chân với tư thế con rắn, kéo sâu bàn tay xuống, kéo sâu xuống. Khi đầy một hơi, nén thở, đẩy lên, gồng cơ lưng lại một chút nhá. Thật ra giữ, tách đều ngón tay ra, chắc cái bàn tay, để cao vai, để giãn cổ. Cái cảm giác đầy đủ của động tác này là mình sẽ cảm thấy hơi tức tức ở đốt sống ngực. Như là phải kéo cái ngực về trước. Cứ nhìn thẳng thôi, không cần ngửa cổ đâu. Nhìn thẳng. Hãy nhìn về đây. Trên này không có gì cả. Tập trung ngực này. Đẩy, nhấc. Thì khi cái đầu vai mình nó khỏe hơn, nó sẽ kéo giãn lên cái cổ. Hít vào, gập đầu lại. Gồng cơ bụng, dựng bàn chân, thì để cho dưới mình. Đẩy cao mông. Thật ra rút cao mông lên. Hãy cố tập trung vào cái hơi thở một chút. Chọn đúng vào cái nhịp thở ấy. Khi nào thở thì chúng ta mới kéo giãn cơ thể. Ví dụ nếu cảm thấy căng ở chân thì mình có thể kiễng chân lên một chút để giảm bớt đi. Ngón này đè lên nhau. Để cao mông. Nào, cái trọng lượng chúng ta tập trung đều trên cả bàn tay. Đẩy cao mông. Hai bàn chân chúng ta song song với nhau. Hạ hai gối xuống thẳng. Rồi duỗi chân về trước. Duỗi hai chân về phía trước. Giữ thẳng lưng, thì để căng dưới phía tây. Chúng ta lại giữ lâu một chút nhé, để cảm nhận sâu hơn. Hít vào thẳng lưng, làm bàn chân dựng lên, chỉnh bàn chân nhé, dựng lên. Hai tay vươn, giữ lưng thẳng này, tay sờ ngón chân. Hai tay giữ ngón chân cái, kéo ngửa lòng bàn chân. Thật ra đẩy ngược lên, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại.
Hít thật sâu, thở thật chậm. Hay làm đúng theo cái trình tự thì mình thực hiện động tác rất dễ, không bị căng, không bị quá tải. Đầu tiên ấy, phải tập trung thả lỏng được cái khuôn mặt trước đã. Cái hơi thở ra chúng ta thả lỏng các cơ trên vùng trán, trên khuôn mặt. Khi nào mình có cái cảm giác cái khuôn mặt nó hơi nhẹ đi một chút, nó hơi nâng nâng một chút, thì bắt đầu mình điều chỉnh thêm, đó là tăng thêm độ căng bằng cách cái hơi thở sau ấy, hơi thở ra chúng ta ưỡn ngực lên một chút, chúng ta kéo mạnh bàn chân hơn một tẹo. Và tất nhiên ai muốn căng hơn nữa hoặc là dẻo hơn thì khi thở ra chúng ta có thể gập xuống một chút. Gập đây là gập lưng chứ không phải gập đầu. Mỗi lần thở đẩy ngực lên, đẩy thắt lưng lên. Đúng rồi. Mình cảm nhận cái độ căng ở chân ấy, cảm nhận cái độ đau ở chân ấy. Nếu mà chúng ta tiến thêm một chút, ta cảm thấy hơi khó chịu, cái trán mình hơi nhăn lại, thì mình lại bắt đầu giữ nguyên ở trạng thái đấy. Mình nhắm mắt lại, mình hít thở sâu, mình thả lỏng khuôn mặt ra. Khi thả lỏng xong khuôn mặt thì tự khắc cái chân mình nó cảm thấy cái độ giãn nó sẽ, cái độ căng ấy, độ đau ấy, nó sẽ dịu đi. Và cứ lặp lại liên tục, mỗi lần chỉ tiến một vài mili, một vài mili thôi. Thì khi kết thúc bài tập mình cảm thấy rất là dễ chịu. Nó không bị đau rát, không bị chấn thương. Rồi hít sâu một hơi, từ từ buông tay, thở ra. Rất là dễ lắm. Khi mình tập kéo giãn ấy, mình có phải có trạng thái đấy, điều cơ mà, cái liên quan đến điều ý và điều cơ, giống bàn tay mình đúng không? Siết, nắm chặt và thả lỏng, nghĩa là theo ý mình, thì khuôn mặt mình nó cũng vậy, nghĩa là mình cứ nghĩ mình thả lỏng ra thì nó mới nhẹ đấy, và cái chân cũng vậy, khi mình gập xuống thì cơ thể mình nó đau mà, đau thì phản xạ khi chúng ta bị đau ấy, người chúng ta cứ cơ cứng lại, chúng ta siết hết lại, thế bây giờ mình muốn nó kéo giãn ra thì mình chỉ huy nó chứ, thả lỏng ra, nghĩ đến từng vị trí. Chưa quen thì nghĩ đến từng vị trí một, điều khiển cơ theo ý muốn của mình. Tách ngang, tách rộng hai chân. Chọn độ rộng vừa với sở thích của mình. Và chỉnh lưng thẳng lên, bàn chân dừng lên, tay chống về trước. Cái vị trí căng là khớp háng, các dây cơ ở dưới háng. Nhưng chúng ta vẫn chỉnh thẳng cả lưng nữa. Cả này căng rồi thì thôi, cứ giữ nguyên như vậy, ngồi buôn chuyện. Chúng ta lại buôn chuyện chút được, nó quên đi. Nguyên tắc của bàn chân chúng ta sẽ là dựng thẳng lên. Chúng ta hay bị cái trạng thái là cái ngón út hay đổ về sau. Nên dựng thẳng, chị nằm xuống đi. Người tập được thì lại không tập. Người không tập được thì cứ hùng hục ấn xuống. Chống tay về trước. Điều chỉnh bàn chân nhá, cái bàn chân chúng ta thẳng lên, miễn sao mình cảm thấy căng căng ở khớp háng là được, không cần phải nhanh. Thẳng lưng lên, thẳng lưng, thả lỏng vai một chút. Tập nhiều bộ môn này là mình dịu tính đi đấy. Mà những người mà hả thì nhẹ nhàng. Cái gì xài nhiều thì nó dễ hơn anh ạ. Dễ hơn là mình làm nhiều hơn thôi. Anh làm nhiều hơn thì anh sẽ thấy dễ hơn. Tập các bộ môn mà liên quan đến ép cơ nó đau thì về sau cái độ lì của mình nó tăng lên. Nhiều khi cứ bảo là mình hay bị khó tính chẳng hạn ấy, thì vì một cái tác nhân rất là nhỏ thôi, nhưng mặt mình đã biến đổi rồi. Ví dụ trời nó nóng hơn một chút, mặt mình đã cái căng thẳng. Đến khi dần dần thành quen thì mặt mình khó tính thật. Mà mặt những người khó tính thì chắc chắn là không đẹp đúng không? Nên tập môn này là hít thở chậm, chịu đau dần. Là động tác dễ. Dễ không chị? Dễ đúng không? Comment dễ một cái thì... Yên tâm đi. Khi mình chưa nằm xuống thì mình thấy đau, khó chịu. Nằm xuống được như này rất là sướng.
đảm bảo luôn. Sướng bác Thảo, sướng đấy chưa? Thích không chị Thủy? Chị nói thích đi để động viên cho người xung quanh chứ. Đấy, khi là khi mà xoạc được ra thì rất là dễ chịu. Nằm xuống kiểu nó giãn cơ, người nó mềm mềm. Thì quá trình là tiến từ vị trí này đến vị trí nằm thôi. Nó khoảng mấy tháng thôi. Cái quá trình mà từ đau khổ nó chuyển sang sướng. Nên cái gì ấy, muốn sướng là phải đau khổ một tí. Nhưng nếu mà chị tập chỗ khác là chị rất đau khổ. Tập với em thì đau nó ít hơn, nó dễ chịu hơn. Tranh thủ quảng cáo. Thôi, giữ nguyên. Từ từ ngồi dậy. Giữ thẳng lưng, hít vào tay phải vươn lên. Thật ra chúng ta nghiêng người sang bên trái, bàn chân vẫn dựng lên, bàn chân vẫn dựng lên. Nghiêng từ từ nhìn thẳng về trước. Cảm giác cơ ở đây nhé. Cảm giác cơ kéo giãn sườn bên phải. Bàn chân vẫn dựng lên. Nguyên tắc của bàn chân lúc nào cũng thẳng. Nhìn thẳng về trước. Thẳng lưng. Không nhất thiết phải tóm tay vào chân đâu. Rồi nâng lên. Hạ tay từ bên. Hít vào tay trái vươn. Chỉnh thẳng lưng đã. Ưỡn ngược lên cái đã. Thật ra nghiêng. Thả lỏng chán. Thả lỏng chán. Thả lỏng chán. Hít thở sâu một chút. Tập này thì không phải thiền nữa. Chịu đau được như này là mình chịu được nhiều vụ khác nữa. Nhiều người cứ bảo stress lắm. Stress là do cái mình nhỏ hơn vấn đề nên mình bị stress. Cái vấn đề đến với mình nó lớn hơn mình. Cái thay vào đó mình lì hơn một chút. Hơi nâng lên. Rồi khép chân lại. Thả lỏng. Đó là lý do tại sao cái đội thể thao ít bị stress hơn đội không tập thể thao. Thì ngày nào cũng bị vùi dập như này làm sao mà stress được. Ngày nào cũng bị hành hạ này. Đang ngồi điều hòa tiện phi lên đây. Hôm nào tắt quạt đi nhá, chịu khổ thêm tí nữa tiết kiệm điện. Là giữ thẳng lưng. Hít sâu một hơi, thật ra gập về trước. Tay chúng ta đan lại, chúng ta kéo bàn chân lên trên. Gập người xuống. Gập người xuống. Ưỡn ngược lên. Đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Gặp bao nhiêu tùy. Khi khuỷu tay chúng ta chạm vào chân thì chúng ta kết hợp thêm khuỷu tay. Đó là nhấn xuống, nhấn cái chân của mình xuống. Vẫn là hơi thở sâu, vẫn là hơi thở chậm. Tất cả động tác mà cứ rơi vào trạng thái căng thì khi mình thở ra thì mình mới tăng thêm độ căng. Khi hít vào chúng ta giữ nguyên. Và từ từ ngồi dậy. Rút thẳng hai chân về trước, thả lỏng chân. Thì đấy vận mình, mặt chân phải dựng lên, gác chân trái sang bên phải. Cái lòng bàn chân trái chạm hết xuống sàn, cạnh với cái đầu gối chân phải. Chỉnh lưng thẳng lên, thẳng cáo dựng đầu gối lên, dựng đầu gối lên. Dùng tay phải tùy vào cạnh ngoài của gối. Tay trái chống về sau, chưa vặn đâu. Là tiếp tục chỉnh thẳng lưng. Ưỡn ngược lên, cứ ưỡn ngược lên là thẳng lưng thôi. Hít sâu một hơi, tập trung tay phải nhé. Gồng tay phải lại. Đẩy mạnh vào đầu gối trái. Đẩy mạnh vào gối trái. Thật ra xoay nhìn về sau. Nhìn vào vai. Thẳng lực xuất phát từ vai bên phải đấy. Đẩy ngược lên. Nhìn về trái. Nhìn về vai trái. Có ai bị vướng vào bụng không? Nếu toàn eo thon không ai vướng. Nếu mà vướng bụng ấy, là cái bắp đùi của mình ấy, nó ép vào bụng ấy. Nó vướng không vặn nữa ấy. Thì khi chúng ta hít vào chúng ta thêm trạng thái là hơi hóp bụng lại. Hoặc dùng tay ấn mà.
Hồi xoay người, xoay lại. Đôi chân dựng thẳng lên đã, thẳng lưng lên đã. Hít vào, khử tay trái đó, đẩy vào gối phải. Hít mạnh vào, hít mạnh đầu gối. Thật ra xoay nhìn về sau. Nhìn vào vai đằng sau. Tay đằng sau chống bằng ngón tay thôi, để lưng chúng ta thẳng tuyệt đối luôn. Xoay cả cổ. Một cái sống lưng được gọi là bình thường thì cái biên độ xoay ấy, là chúng ta phải xoay được nhìn trịch diện về sau. Nếu mình chưa xoay được thì có thể do đoạn lưng nào đó nó đang bị cong, hoặc cái đốt nào đó nó bị yếu, thì chúng ta phải sắp xếp lại cái lưng thẳng lên bằng cách ưỡn ngược lên, ưỡn ngược lên. Thôi xoay người lại, co hai chân nằm xuống năn lưng. Thì đấy cày lưng hai chân lật ngược về sau, hai tay đỡ sau mông. Chúng ta là làm chậm nhá, nếu cảm thấy vùng cổ của mình nó hơi buốt hoặc hơi choáng thì chúng ta tự động hạ xuống, tay đỡ ở mông đi, tay đỡ ở mông. Nhìn thẳng lên trần, nhìn thẳng lên trần. Để chân của chúng ta chạm được về sau thì mình thở ra, thả lỏng cơ bụng và cơ đùi. Khi thở bình thường, khi thở trầm, cuộn tròn người hạ xuống, tay đỡ mông. Gót chân gần ở mông với tư thế cầu. Hai tay chạm gót chân. Hai bàn chân song song. Hơi xoay cái mũi chân vào trong một chút là nó sẽ song song thôi. Khi đầy một hơi, nâng mông lên, đẩy cao mông, đẩy cao lên. Hơi ép gối vào trong một chút. Tay đỡ mông đẩy tiếp lên. Tay đỡ mông. Thật ra giữ, nhìn lên trên. Mình sẽ cảm thấy nó hơi căng căng cái đùi ấy. Tay cao mông. Giữ nguyên hoặc chuyển bánh xe mới tập có giữ nguyên được. Hít sâu một hơi, ai làm được bánh xe đẩy lên, giữ nguyên đi. Giữ nguyên không? Thật ra giữ nguyên. Cứ làm quen này mấy buổi đã. Một động tác là có nhiều biến thể mà. Đây gọi là vừa gì nhỉ? Vừa dỗ vừa dọa. Ai làm mình sẽ thở mạnh một chút nhá. Khi thở mạnh một chút, chắc cái bàn tay một chút. Chị Phương Anh tách đều ngón tay, không phải đau cổ tay. Hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Nhắm mắt lại. Khi thở trầm, hãy phân định rõ nhé. Khi thở thư giãn khác với nằm ngủ. Nhiều khi chúng ta nằm ngủ nhưng nhiều bó cơ chúng ta vẫn siết như bình thường. Nhưng chính vậy cái giấc ngủ của mình nó không được dễ chịu, dậy nó đau người là như vậy. Trước khi ngủ mình có thể thực hành các bài tập thư giãn, đó là chúng ta kiểm soát lại cái hơi thở, hít thật dài, thở thật chậm. Sau chúng ta nghĩ đến các cái vị trí mà gây ra sự khó chịu. Ví dụ chúng ta nghĩ đến phần vai, phần cổ. Đấy là những vị trí mà hay bị mỏi đó. Hoặc khuôn mặt, cái vùng trán. Mỗi tay giữ một chân, dang rộng chân thì tách ngang như mình nằm. Tay có thể giữ cạnh chân hoặc ngón cái. Thả lỏng một cách tự nhiên để rơi sang hai bên. Thả lỏng tự nhiên. Co cũng được,
mà duỗi cũng được. Tay giữ chặt một tí, thả lỏng chân để cái trọng lượng của chân ấy, nó tự rơi sang hai bên. Chị đang thả lỏng hay đang kéo ấy? Lỏng phát mà chạm chân sàn này. À. Háng tốt. Vừa tập này giáo viên lấy gì mà nghề mà dễ, lấy gì mà dạy đấy, học chậm chậm như còn đóng gói theo chuyển lớp lương cao nhé. Thôi thu chân này, tay và chân chúng ta dang rộng. Có viên gạch là bên cạnh không, lấy luôn viên gạch kê dưới mông, không có thì mình bán. Kê dưới mông, dang rộng chân, gót chân ra hẳn ngoài thảm. Thả lỏng bàn chân. Hai tay dang rộng. Thực hành từng phần một này. Nhắm mắt lại trước đã. Khi nhắm mắt cái hơi thở mình nó sâu hơn, chúng ta dễ tập trung hơn. Thở dài hơi vài hơi, thả lỏng vùng trán ra đã. Lòng bàn tay ngửa lên. Thả lỏng vùng trán. Có rất nhiều phương pháp, đó là chúng ta thả lỏng từ dưới lên trên nếu thời gian dài. Mà buổi thư giãn chúng ta nó không thể dài như vậy. Đầy đủ nó lên gần 10 phút cơ. Đấy. Thì mình chọn những vị trí cơ bản nhất, ví dụ như là thả lỏng vùng trán để có khuôn mặt chúng ta cảm thấy nhẹ hẳn đi. Mình cứ cảm giác này. Mình cứ cảm giác kiểu như là mình nằm trên cái đệm ấy, nó rất là êm ấy. Khi thư giãn người mình nó chìm xuống, cái đầu chúng ta cảm thấy nó nhẹ hẳn đi. Tiếp sau đó là tập trung vào vùng cổ, thở ra, thả lỏng cổ. Khi thả lỏng cổ, cái đầu chúng ta nó sẽ nghiêng sang một bên, nó tự nghiêng sang một bên. Phần lớn là như vậy. Sau đó mình thở vài hơi, mình nghĩ đến vùng cổ, thả lỏng nó ra. Tiếp đến là phần vai, hai cái vai. Thật ra thả lỏng vai thì cái cổ lại tiếp tục nghiêng thêm một chút nữa. Tiếp đến là các vị trí bàn tay. Thở, thả lỏng bàn tay, các ngón tay sẽ co lại một cách rất là tự nhiên. Cái cảm giác tay của mình nó giống như là đặt nó trên mặt nước và nó nổi trên mặt nước ấy. Cái toàn bộ phần vai giống như chúng ta đặt tay trên một mặt nước khi chúng ta bơi ấy. Đấy là cảm giác của thư giãn, thả lỏng hoàn toàn. Các cơ nó không siết nữa, nó buông luôn. Nếu thư giãn thực sự thì sau một vài hơi mình sẽ bị trạng thái chìm đi ngay lập tức, như là trạng thái rơi vào trạng thái ngủ. Nhưng tuy nhiên còn nhiều cái vị trí cơ nó vẫn đang siết, mình thư giãn hoàn toàn hết và tập trung vào phần hông, phần bàn chân, khớp gối chẳng hạn. Rồi khép hai chân lại, hít sâu một hơi, hai tay đan, thật ra vươn căng lòng bàn tay về sau, giữ căng mũi chân, ưỡn căng ngực lên. Căng mũi chân, kéo giãn mạnh. Hơi buông tay. Lấy viên gạch ra, trả lại cho tớ. Nằm nghiêng người sang bên phải. Chống tay dưới đầu. Động tác này gọi là Phật nằm. Còn ở bãi biển thì nó gọi là tư thế thả thính. Những tư thế rất là thư giãn. Mình cũng thư giãn, người khác nhìn thấy cũng thư giãn. Thôi, lấy mình ngồi dậy.
Bài này dễ đúng không ạ? Lớp được chung ạ? Lớp nghỉ.